Tiếp tục diễn biến bộ phim Giả Thiền, Diệp Phàm đã đi tới thành Phong Trấn tìm một quán trọ để nghỉ ngơi. Nhưng cuộc sống chưa yên bình được bao lâu thì rắc rối, cứ tìm đến với chủ quán trọ, thế là nam chính phải ra mặt. Vào một ngày trời nắng đẹp, tên công tử Lý Gia đi tới gây sự. Vừa đi tới đã đuổi hết khách bên trong quán ra ngoài. Cô bé Đình Đình tức giận chạy ra ngoài định đánh cho tên to gan này một trận, nhưng ông lão đã ngăn cản rồi chủ động xin lỗi. Ông muốn hỏi thăm tin tức của cha mẹ Đình Đình. Tên kia thẳng thắn cho biết bọn họ đã chết ngay trước mặt mình. Về phần tại sao lại chết, nguyên nhân chính là do gã sát hại. Gã ta muốn mang cô bé tới Yên Hà Động Thiên tu luyện, nhưng ông lão từ chối, trừ khi ông chết, nếu không sẽ không để cho Lý công tử làm chuyện đó. Tên kia nghe vậy lập tức động thủ, định tiêu diệt luôn ông già. Diệp Phàm đã xông ra ngăn cản. Sau đó lên tiếng mỉa mai, hành động bắt nạt người già và trẻ nhỏ trước mặt nhiều người, tóm lại là rất không tốt. Tên kia thấy vậy liền tiến lại uy hiếp Diệp Phàm, gã nhẹ nhàng vỗ lên vai nam chính, một cái vỗ này mang theo một luồng kinh lực. Nếu là phàm nhân thì chắc đã bị tàn phế, sống không quá nửa tháng, nhưng Diệp Phàm là người tu luyện, tránh cho đối phương nghi ngờ nên hắn cũng giả bộ bị trọng thương, cố tình cắn đầu lưỡi cho máu chảy ra ngoài. Sau đó Diệp Phàm tìm một hang động kín đáo gần thành Phong Trấn để tu luyện, mục đích lần này là luyện ra pháp khí chống địch. Trải qua vài ngày tu luyện, hắn ta cũng đã có thể ngừng tụ thần phần thành vũ khí, nào là kiếm, thương hay đao, búa hoặc rìu. Hắn lại cảm thấy tất cả đều không ổn. Nhìn vào miếng đồng, hắn lập tức biết mình nên luyện cái gì. Dự định là luyện chế một cái đỉnh ba chân, nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì thần văn đã dung hợp vào kinh thư, tạo thành một tờ giấy mỏng, cực kỳ sắc bén và cứng rắn. Sừng cây xung quanh bị tờ giấy mỏng cắt qua, cây cối ồ ạt ngã xuống. Bây giờ đã có pháp khí, Diệp Phàm liền tự tin, đã đến lúc hắn đi chiếu cố Lý công tử rồi. Diệp Phàm âm thầm theo dõi tên công tử Lý Sa, đợi cho gã ra bên ngoài thôn. Diệp Phàm mới xông ra tiêu diệt đám đàn em. Dù là vậy thì gã ta vẫn không lo lắng, còn uy hiếp nam chính rằng kẻ lo chuyện bao đồng sẽ không sống được lâu đâu. Dứt lời, liền lao về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng lao tới tấn công, hai bên giao thủ nhẹ vài chiêu. Vũ khí của gã rất mạnh, là người bình thường thì đã bị xiên chằm lỗ lên người. Nhưng pháp khí của Diệp Phàm lại quá sắc bén, một tờ giấy mỏng dễ dàng ngăn cản toàn bộ trường thương và dễ dàng cắt đôi nó. Gã ta nhanh chóng bị ăn một sút nằm sấp mặt, Diệp Phàm tiến lại tra hỏi, tên kia cũng khai ra toàn bộ, sau đó định bụng đánh lén nam chính. Kết quả không những không thành công mà còn bị chính vũ khí của mình giết chết. Lục lọi đồ đạc trên người đối phương, Diệp Phàm lấy được một hộp ngọc, bên trong chứa một món bảo vật tên là Nguyền, ẩn chứa linh khí vô cùng dày đặc. Nếu đem nó luyện hóa toàn bộ, có lẽ sẽ đủ để hắn đột phá lên cảnh giới mệnh tuyển. Trên đường trở về, nam chính bất ngờ chạm mặt một đám người đang cưỡi yêu thú. Xem y phục của bọn họ, hắn nhận ra những người này là người của Khương gia, dẫn đầu là một nữ tử. Tuy bọn họ là người của thế gia lớn, nhưng cũng là hạng người cướp bóc chiếm đoạt. Thế là Diệp Phàm phải nhẫn nhịn, cũng may đám người này đang có việc gấp nên nhanh chóng rời đi. Diệp Phàm cảm thấy không ổn rồi. Hắn vội vàng quay trở lại quán trọ, tiết lộ cho ông lão biết con trai ông đã không còn nữa, hung thủ cũng bị tiêu diệt rồi. Vậy nhưng còn chưa kịp để cho hắn khuyên ông lão đưa cô bé rời đi, thì người của Khương gia đã tới, bọn họ hạ xuống trước quán trọ. Hóa ra phụ thân của ông lão lại là người của Khương gia, cho nên ông cũng là hậu nhân của Khương gia. Cô bé Đình Đình có cùng huyết thống nên được bọn họ đón đi. Diệp Phàm được mời đi cùng, nhưng hắn biết mình mà đi cùng bọn họ thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trên người giấu quá nhiều bí mật, một khi lộ ra ngoài thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng, nên đã viện lý do để ở lại. Trước khi rời đi, nữ tử cho biết mình cảm nhận được khí tức bảo vật trên người Diệp Phàm nên nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Diệp Phàm cảm thấy không ổn rồi, hắn lập tức bỏ chạy thật nhanh vào rừng nhưng vẫn không thoát. Một tên thanh niên gọi là Khương Phong đã quay lại truy sát nam chính. Thực lực gã ta đạt tới thần kiều, cao hơn Diệp Phàm hai cảnh giới. Diệp Phàm trốn sau gốc cây, nhưng tên kia đã nhanh trí phóng xuống dưới vô số công kích, ép cho Diệp Phàm phải chạy ra ngoài. Bởi tốc độ và kinh nghiệm chạy trốn, nam chính may mắn không bị trúng chiêu, bởi vì thực lực đối thủ quá mạnh, hắn hoàn toàn không thể cắt đuôi được nên phải lặn xuống một hồ nước gần đó để tránh né. Dường như phát hiện ra động tĩnh dưới nước, Khương Phong lập tức xả xuống hồ nước hàng nghìn đòn công kích. Công kích quá dày đặc, Diệp Phàm không cách nào tránh né, chỉ có thể cam chịu đòn mà thôi. Rất may là động tĩnh đã thu hút một con đại bàng đi tới. Nơi đây gần với hoang cổ cấm địa, Khương Phong không dám ở lại nên lập tức rời đi. Nhờ vậy mà nam chính đã thoát thân. Lần này bị thương không hề nhẹ, hắn cố gắng lê từng bước chân. Nếu không phải thể chất mạnh mẽ thì e rằng đã chết trong đầm lầy rồi.
Hắn bắt đầu tu luyện, toàn thân hiện ra vô số ký tự kỳ lạ, nó chậm rãi khôi phục lại vết thương. Điều này làm cho Diệp Phàm cũng ngạc nhiên, không ngờ rằng cổ kinh có thể chữa thương nên chỉ trong thời gian ngắn, nam chính đã khỏe mạnh trở lại. Hắn vừa định ra ngoài thì lại đụng độ phải người của Khương gia, lần này là hai tên tu sĩ có tu vi khổ hài đỉnh phong. Cho dù là một đấu một thì cũng không có nhiều phần thắng. Bọn chúng yêu cầu hắn giao ra bảo vật, linh thú của tên công tử Khương gia có thể cảm ứng bảo vật. Cho dù có dấu vào trong khổ hải, chỉ cần hắn vừa chết thì đồ vật trong khổ hải đều sẽ hiện ra. Diệp Phàm nghe vậy liền nhanh trí lấy ra hồn ngọc rồi đặt xuống đất. Bọn họ thấy phải lập tức lao tới nhặt bảo vật. Lợi dụng khoảng cách gần, Diệp Phàm thành công ám sát được một tên. Tên còn lại thấy vậy nhanh chóng vung trường thương. Diệp Phàm có đào kinh, có thể chữa thương nên đã không tránh né. Thế là cơ thể bị ghim vào gốc cây. Vì điều này mà tên kia đã chủ quan. Chỉ chờ có vậy, nam chính đã tung ra tờ giấy tiêu diệt gã ta. Sau khi trị thương, hắn lại tiếp tục di chuyển. Đi tới khi trời sáng thì bắt gặp số lượng lớn binh sĩ Khương gia đang lục soát. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định trở lại Thanh Phong Trấn. Nơi này đông đúc người sống, hắn có thể lèn vào trong đám thường dân. Đang đi trên đường, Diệp Phàm lại đụng độ người quen. Nữ nhân xinh đẹp này là Lý Tiểu Mạn. Hắn vừa quay người để tránh thì lại đụng độ phải một nữ nhân mặc y phục của Tử Dương Động Thiền. Hai tên sư huynh của cô ta nhanh chóng tiến lại chặn đường. Sợ hắn là kẻ trộm nên phải kiểm tra xem có mất gì không. Vừa mới giải quyết xong, còn chưa kịp rời đi thì Lý Tiểu Mạn đã đi tới. Gặp lại người quen, nàng ta cũng bất ngờ. Hai người chào hỏi nhau vài câu. Bởi vì nam chính đã trải qua nhiều lần truy sát, y phục trên người cũng rách nát nên bị bọn họ hiểu thành kẻ ăn mày. Lý Tiểu Mạn cũng hiểu lầm, nàng đưa cho hắn một túi tiền và khuyên hắn dùng sức mình để kiếm sống, đừng ăn xin nữa. Diệp Phàm cảm ơn và từ chối nhận tiền. Hai tên thanh niên thấy vậy càng được đàm mỉa mày. Lý sư muội của bọn họ cho tiền sạch lại không cần, lẽ nào muốn sống nhờ trộm cắp? Có sự kích động này nên Lý Tiểu Mạn càng hiểu lầm Diệp Phàm. Nói xong chuyện, Diệp Phàm vừa định quay người rời đi thì bị chặn lại. Bọn chúng cảm nhận được khí tức của Nguyên trên người hắn, thế là bắt đầu nổi lòng tham cướp đoạt. Nhưng vì giữa ban ngày ban mặt nên bọn chúng không dám làm liều. Lý Tiểu Mạn thì đỡ hơn một chút, nàng ta vẫn còn tưởng hắn là phàm nhân nên thật lòng khuyên giải. Người không có sức tự vệ như hắn mang theo bảo vật trên người là rất nguy hiểm. Thay vì vậy, hãy dùng nó đổi lấy một khoản tiền là có thể làm một phú ông hưởng vinh hoa cả đời. Diệp Phàm cảm ơn ý tốt này, tấm lòng của cô nàng không xấu. Cái xấu ở đây là không tìm hiểu mà đã đưa ra kết luận. Hai người càng nói chuyện càng không hợp nhau. Lời lẽ của Lý Tiểu Mạn có phần khinh thường, cho rằng phàm nhân và tu sĩ là hai thế giới khác biệt. Diệp Phàm nghe vậy liền ngầm ám chỉ rằng sau này sẽ còn gặp lại nhau. Đến lúc đó, đừng để người bình thường như hắn vượt mặt. Nói xong liền rời đi, sau đó tìm một cửa hàng quần áo đổi một bộ y phục mới. Đám người từ Dương Động Thiên vẫn âm thầm theo dõi. Diệp Phàm cũng phát hiện ra động tĩnh của bọn chúng nên tìm cách cắt đuôi. Nhưng vừa mới thoát được đám người từ Dương Động Thiên thì người của Khương gia đã đuổi tới. Diệp Phàm vội tìm một hang động bế quan. Mới tu luyện xong thì ba tên tu sĩ, hai nam một nữ của Tử Dương Động Thiền đã tìm tới cướp đoạt bảo vật. Diệp Phàm từ chối không giao ra, thế là hai bên phải xảy ra trận chiến. Diệp Phàm vừa đánh vừa tìm cơ hội bỏ chạy. Đám người bên kia truy đuổi kịch liệt. Vì khinh thường kẻ địch nên hai tên thanh niên đã bị tiêu diệt. Đến khi nữ tử chạy tới thì mới ngỡ ngàng. Nhìn thi thể hai vị sư huynh nằm dưới đất, cô ta mới hoảng hốt và nhận ra người thanh niên trước mặt là tu sĩ. Đến khi biết được sự thật thì đã quá muộn rồi. Diệp Phàm sử dụng tờ kinh thư tiễn cô ta xuống đất mẹ. Lý Tiểu Mạn nhanh chóng đuổi tới, cũng không rõ mục đích nàng ta tới đây là để truy sát nam chính hay ngăn cản mấy vị sư huynh. Hắn nhanh chóng chạy tới cái hồ nước từng lần trốn. Khi nào trên người còn mang theo Nguyên, người của Khương gia sẽ không ngừng việc truy sát. Cho nên hắn phải phong ấn khí tức của Nguyên lại, sau đó ném vào hang động sau thác nước để cất giấu. Sau này có thời gian sẽ quay lại lấy nó sau. Sau khi an bài xong mọi chuyện, hắn lại đi tới một tòa thành đình nghỉ ngơi. Nhưng còn chưa kịp tận hưởng sự yên bình thì rắc rối đã tìm tới. Kẻ xuất hiện là Hàn trưởng lão, thực lực lão già này còn mạnh hơn nam chính hai cảnh giới. Diệp Phàm biết không ổn rồi, hắn nhanh chóng chạy đi. Hàn trưởng lão chỉ cần vẫy tay đã khống chế được nam chính. Đứng trước cường giả bậc này, hắn chỉ giống như một con kiến mặc kệ bị chém giết. Hàn trưởng lão vui mừng, lão bắt đầu mang theo Diệp Phàm quay về để luyện dược. Và kết cục của nam chính sẽ như thế nào, các bạn hãy đón xem các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.